Em có khác không? Để anh mua cho em chai nước suối nha. Anh vừa mới nói cái gì á? Anh nói là anh mua cho em một chai nước suối. Bộ có chuyện gì hả? Anh định để tôi chết khát rồi anh đi tìm cô khác đúng không? Làm gì có ai bán nước suối mà anh đòi đi mua? Người ta chỉ có bán nước uống đóng chai, được làm từ máy lọc nước nhân tạo, hoặc là nước khoáng đóng chai, được lấy từ mặt nước khoáng thôi. Hiểu chưa? Nè em, anh tránh ra đi, chia tay rồi, muốn đòi quà hả? Anh biết lỗi rồi, em muốn nước khoáng Levi đi. Tối nay anh qua nhà em nha. Gọi nước suối đúng là một điều lầm lỗi.